Ekip thực hiện chương trình Tôi Yêu Bình Dương đang có mặt tại khu công nghiệp V-Ship 2 mở rộng, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Nguyên. Nơi đây đang là điểm sáng trong phát triển công nghiệp và đô thị của Tân Nguyên cũng như tỉnh Bình Dương. Thế nhưng có một điều đặc biệt ở vùng đất Vĩnh Tân anh hùng này mà không phải ai cũng biết đến. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về điều đặc biệt đó trong chương trình Tôi Yêu Bình Dương do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương và tỉnh đoàn Bình Dương phối hợp thực hiện trong số phát sóng kỳ này, quý vị nhé. Điều đặc biệt mà chúng tôi vừa nói đến chính là nơi đây, khu di tích chiến khu Vĩnh Lợi, thưa quý vị. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc thì chiến khu Vĩnh Lợi đóng vai trò là căn cứ hậu cần quan trọng của vùng chiến khu D và là nơi bảo vệ lực lượng kháng chiến của ta. Hiện nay thì chiến khu Vĩnh Lợi đã trở thành địa chỉ đỏ đầy tự hào của thế hệ trẻ. Và trong chuyến về thăm chiến khu Vĩnh Lợi hôm nay, chúng tôi rất là vui khi được gặp gỡ và trò chuyện với hai vị khách mời. Dạ, xin chào hai chú. Chúng con đến từ chương trình Tôi Yêu Bình Dương. Và hôm nay chúng con rất là vui khi được gặp hai chú ở tại chiến khu này. Quỳnh Như xin được giới thiệu, đây là chú Nguyễn Chí Công, đại đội phó, đại đội 6, tiểu đoàn 2 Phú Lợi. Còn đây là chú Bùi Văn Ron, dân y huyện Châu Thành ngày xưa. Xin cảm ơn hai chú, chúng con rất vui khi được hai chú đồng hành trong chương trình Tôi Yêu Bình Dương ngày hôm nay. Thưa chú Công, là người trực tiếp tham gia phong trào cách mạng ở địa phương và gắn bó với lại chiến khu Vĩnh Lợi cũng như là phường Vĩnh Tân cho đến ngày hôm nay, thì chú có thể cho con biết rõ hơn về hoàn cảnh ra đời của chiến khu Vĩnh Lợi. Chiến khu Vĩnh Lợi tức là nó gắn liền với cái hoàn cảnh đấu tranh của đất nước Việt Nam. Là gì? Đảng ta chọn cái vùng đất của cái xã Vĩnh Tân này, mà nói chung nó riêng là cái ấp 3 Vĩnh Lợi, nó có cái địa hình là thuận tiện, nó có cái địa lợi, tức là vẫn có dân tình, cho nên từ chỗ đó mà đảng ta chọn nơi đây để làm một cái căn cứ trường kỳ kháng chiến để chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cho nên cái sự ra đời của chiến khu Vĩnh Lợi nó đã phát sinh có từ năm 1945 cho đến ngày giải phóng miền Nam là kháng chiến chống Mỹ. Thưa chú, với vai trò là đại đội phó, đại đội 6, tiểu đoàn 2 Phú Lợi, như vậy thì trong những năm tháng mà tham gia kháng chiến ở chiến khu Vĩnh Lợi thì nhiệm vụ của chú ở đây là gì? Chú có thể cho con biết rõ hơn ạ? Thì mấy chú là bộ đội thì có cái vai trò là bảo vệ. Khi mà địch càn quét, ruồng bố, đánh phá ở khu Vĩnh Lợi, thì mấy chú có nhiệm vụ bảo vệ, đánh địch và không cho địch càng vô cái khu vực này. Cho nên rất nhiều lần địch nó xâm chiếm, nó ruồng bố ở đây, thì mấy chú bộ đội mấy chú cũng quánh nó giặt ra và nó không thể nào càng vô đây được. Khi mà tình hình động thì mấy chú được điều về đây ra. Đối với lại chú Ron, với vai trò là dân y của huyện Châu Thành năm xưa, như vậy thì chú giữ cái nhiệm vụ gì ở chiến khu Vĩnh Lợi này? Từ năm 60 trở về tới năm 75, tức là chú là tham gia binh dân y của huyện Châu Thành. Ngày đây có nhiệm vụ, chú có nhiệm vụ là lo cho dân bị thương, bị bệnh, bị đau thì xây căn cứ đây mà. Nếu có trường hợp đó thì chúng tôi là người dân y là phục vụ cho dân. Dạ, bây giờ con mời hai chú cùng di chuyển ra tượng đài chiến khu Vĩnh Lợi để mình tiếp tục trò chuyện. Con được biết là chiến khu Vĩnh Lợi là được hình thành vào năm 1946. Như vậy thì từ năm 46 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, tức là trong khoảng thời gian 30 năm, chiến khu Vĩnh Lợi đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Như vậy thì trong khoảng thời gian đó, nơi đây có những cái dấu ấn nổi bật gì chú còn nhớ, chú có thể kể cho con nghe. Cán bộ lãnh đạo của đảng và của nhà nước thì của tỉnh Bình Dương
tập trung về đây gửi bài chỉ đạo chọn cái nơi này, nó có một cái địa hình thuận tiện và nó có cái địa thế là coi như thuận tiện, cho nên Mỹ chọn đây làm một cái chiến khu là coi như là để giữ vững được cái phong trào cách mạng ở nơi đây. Bởi vì ở đây chung quanh là hai con suối, hai bên suối là đầm lầy, lên tới bìa suối là ruộng nương của dân, nó cũng hẹp thôi, nhưng mà lên nữa là rừng lú, nó bao bọc hết, cho nên nó trở ngại mà hàng giặc, nó khó mà tấn công vô đây, cho nên từ chỗ đó mà đảng ta mới chọn nơi đây, là lấy cái vùng này là làm một cái vùng chiến khu, cũng là nhờ cái địa hình đi giặc ở đây, nó bao bọc, và cũng là nhờ dân chúng ở đây, người ta bảo vệ, người ta chăm sóc. Cho nên từ chỗ đó mà cái chiến khu Vĩnh Lợi này nó nổi bật cho tới ngày giải phóng miền Nam và cho tới ngày hôm nay. Thì âm mưu của địch đó, nó muốn càn quét và nó muốn phá cái khu chiến khu Vĩnh Lợi này rất nhiều. Nó vô đây rất nhiều lần nhưng mà nó thất bại rất nặng nề. Nhưng mà nhất là cái năm 63 nó thua một tiểu đoàn. Thời kỳ đó nó tính mình là quân mình yếu mà vô để tiêu diệt cái chiến khu này, thì nó đưa vô một tiểu đoàn từ ở bên Hồng Nghĩa đường 16 nó càng vô tới sự đường rỡ sở tiêu, thì lúc đó nó gặp cái tiểu đoàn của mình mà nó không ai, nó tính không có là tiểu đoàn 500 hồi trước á, gọi là 500 á, mấy anh quýnh ở trên bên đường 13 mấy anh rút về nhà, rút về nằm ở đó. Là ý nó càng vô đó, rồi nó cho các cái đơn vị khác, nó càng vô là nó càng giáp công á, để nó tiêu diệt cái chiến khu này. Nhưng mà khi tới đó rồi mà mình quánh, thì như vậy là vừa bắt sống vừa chết, nói chung là tiêu diệt nguyên một tiểu đoàn đó. Cái trận thứ hai nữa là năm 74, cái trận này là một cái trận đặc biệt. Nó biết rằng cái chiến khu Vĩnh Lợi này là cái mũi nhọn của thành phố. Cho nên đó, nó phòng ngừa cái mũi này. Là như vậy là nó đưa cái sư đoàn 18, nó rút cái sư đoàn 18 từ ở trên Long Khánh, nó rút mấy tiểu đoàn về Á Ngữ đây, về Á Ngữ đây, về Á Ngữ nằm bình dương đây, nó mới cho một tiểu đoàn học về đây, học về đây, thì cái đoàn tăng ta gọi là đoàn khắp giáp á, nó cho một đoàn khắp giáp lên ngay Bình Cơ, còn Bình Cơ tính bên đó nó lùa qua, rồi nó cho một cái tiểu đoàn sư đoàn 5, mấy tiểu đoàn nó cho là từ nhà đó đi xuống. Nhưng mà khi nó vô, nó vừa tới đập cây con rồi gặp mấy chú. Mấy chú mình quýnh dẹp nó chỗ đó, tiêu diệt nó. Cho nên nó vừa bắt sống vậy rồi, nói chung là nhận nó ở dưới cái đập cây con, cái con suối đó. Anh em mình nhận đầu nó dưới đó, quýnh dưới đó là nó chết. Tức là khám giáp bên này, nó không dám qua cái suối dưới lại này. Là gì vậy? Mình quýnh ở đây là cả tiểu đoàn, sư đoàn 18 mà nó đưa vô cả tiểu đoàn mà vô đó mà mình quýnh chỉ có mấy cái đồng hồ là dẹp. Thì bên này nó không dám qua, dưới này nó không dám lên. Cái dấu ấn lịch sử mà nhất là kỷ niệm nhất là năm 75 là coi như hàng giặc, cái âm mưu của nó là phải dẹp đây các kỳ, dẹp gấp kỳ chứ để tấn công về thành phố, nhưng mà chắc nó dẹp không được. Với địa hình đồi núi hiểm trở như vậy, giống như câu thơ trong bài thơ Việt Bắc mà Tố Hữu đã từng nói, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù. Và có phải chính vì cái địa hình như vậy đã góp phần giúp cho chiến khu Vĩnh Lợi đã có những cái đóng góp to lớn trong cái đại thắng mùa xuân năm 1975? Vĩnh Lợi này á, chung quanh là rừng. Tuy nhiên nó không phải là rừng lớn, rừng già, nhưng mà nó là một cái khu rừng đặc biệt, có tính chất là bao bọc của cái chiến khu cách mạng. Cho nên á, rừng đảm bảo cho cái sự chứa đựng của một cái lực lượng lớn của cách mạng. Cho nên từ đó mà cái ngày mà chuẩn bị giải phóng miền Nam á, tất cả đều tập trung về ngay cái vùng chiến khu Vĩnh Lợi này, về ngay cái vùng rừng này. Thì như là trong đó các cơ quan hành chính đảng, rồi các cái lực lượng bộ đội, từ lực lượng địa phương quân cho đến chủ lực quân đều tập trung ở đây, kể cả xe tăng khắp giáp cũng đều tập trung ở đây để chuẩn bị tới giờ bắt đầu xuất quân.
về giải phóng thành phố. Cho nên đó, cái đất này, cái rừng này nó có cái thành tích lớn đối với cách mạng. Chào Hạnh, ekip thực hiện chương trình Tôi Yêu Bình Dương hôm nay cùng với lại chú Công và chú Ron về thăm khu di tích chiến khu Vĩnh Lợi. Rất mong Hạnh sẽ có những cái lời thuyết minh rõ hơn về một số cái công trình hạng mục ở khu di tích của chúng ta. Xin chào các chú và các anh chị. Khu di tích chiến khu Vĩnh Lợi được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh vào ngày 7 tháng 12 năm 2010. Và điều đặc biệt ở đây là khu di tích chiến khu Vĩnh Lợi được công nhận là điểm tham quan du lịch đầu tiên tại tỉnh Bình Dương vào ngày 20 tháng 12 năm 2021. Và đây là điểm tham quan đầu tiên về nguồn khu du lịch sinh thái. Và sau đây thì xin mời các cô chú, anh chị đi theo tôi để tham quan một số hạng mục cụ thể. Xin trân trọng kính mời. Vùng đất Tân Nguyên, Bình Dương có gì thú vị? Mời bạn cùng đến với địa chỉ đỏ căn cứ chiến khu Vĩnh Lợi thuộc thị xã Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương, nơi được mệnh danh là tỉnh lụy kháng chiến, trở thành biểu tượng, niềm tự hào của đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương. Đến đây, mọi người sẽ được lắng mình trong một không gian của sự tự hào, ôn lại truyền thống dân tộc, bảo tồn phát huy giá trị di tích, văn hóa lịch sử, truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chiến khu Vĩnh Lợi cách trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương 3 km, cách trung tâm thị xã Tân Nguyên 5 km. Với diện tích hơn 5,5 hectare, thiết kế theo phong cách kiến trúc Việt Nam, dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Chiến khu Vĩnh Lợi, một công trình đặc sắc với các hạng mục ấn tượng như cổng tam quan, nhà bia, tượng đài, đền tưởng niệm, phòng truyền thống. Ngoài ra còn có căng tin, nhà nghỉ, hội trường, khu vui chơi, dã ngoại. Phòng chiếu phim tư liệu thiết kế hiện đại, có dàn âm thanh tốt, màn hình LED rộng, sức chứa khoảng 70 người. Cơ sở hạ tầng được đầu tư khá hoàn thiện, khang trang thoáng mát, khung cảnh đẹp, uy nghi, lộng lẫy. Về với chiến khu Vĩnh Lợi, du khách không những tìm về lịch sử hào hùng của quân và dân Tân Nguyên, mảnh đất địa linh nhân kiệt, mà còn được thưởng thức các món ăn giản dị, tham quan các mô hình sinh thái và mua các sản phẩm quà lưu niệm lạ mắt. Hàng năm, khu di tích chiến khu Vĩnh Lợi đón rất đông khách đến tham quan và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Sau khi về nguồn tại chiến khu Vĩnh Lợi, chúng ta còn có thể đến với Cù Lao Bạch Đằng, được bao bọc bởi sông Đồng Nai quanh năm mát mẻ. Nơi này có một lễ hội vô cùng đặc sắc, lễ hội Hương Bưởi Bạch Đằng, được tổ chức 2 năm một lần. Đến đây, du khách sẽ được tham quan vườn bưởi, tìm hiểu quy trình sản xuất tinh dầu bưởi, rượu bưởi, mứt bưởi, câu cá, thưởng thức hàng loạt các món ăn đặc sản hấp dẫn và còn được nghe đơn ca tài tử đậm chất Nam Bộ. Vậy thì chúng ta còn chần chờ gì nữa? Hãy đến với khu di tích lịch sử văn hóa chiến khu Vĩnh Lợi để cùng trải nghiệm về lịch sử, con người với những giá trị linh thiêng tại vùng đất này nhé. Chúng ta vừa có chuyến về nguồn đầy ý nghĩa tại khu di tích chiến khu Vĩnh Lợi, đặc biệt qua phần chia sẻ của chú Nguyễn Chí Công, chú Bùi Văn Ron cũng như phần thuyết minh của bạn Hạnh đã giúp cho Như cũng như là khán giả có dịp hiểu hơn về một địa danh cách mạng hào hùng đã trở thành niềm tự hào của người dân Tân Nguyên cũng như tỉnh Bình Dương. Nhân đây thì con cũng xin thay mặt những người thực hiện chương trình cảm ơn hai chú đã đồng hành cùng con. Xin được chúc hai chú luôn mạnh khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Không chỉ anh hùng trong chiến tranh mà bước vào công cuộc xây dựng và phát triển, Vĩnh Tân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và đã vươn lên trở thành một vùng đất phát triển đầy sôi động. Trong lĩnh vực phát triển công nghiệp, trên địa bàn phường hiện có khu công nghiệp Việt Nam Singapore 2 mở rộng với diện tích quy hoạch 816 ha, hiện đang thu hút 345 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 5,2 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra trên địa bàn phường còn có hàng chục doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp đang hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương cũng như là ở các nơi khác đến làm việc sinh sống. Lĩnh vực công nghiệp phát triển cũng đã thúc đẩy ngành thương mại dịch vụ không ngừng phát triển sôi động. Đến nay thì toàn phường có một chợ Vĩnh Tân và hơn 1.000 điểm kinh doanh buôn bán, cơ sở cho thuê lưu trú, đảm bảo đáp ứng nhu cầu mua sắm và chỗ ở của người dân, người lao động trên toàn phường. Trong lĩnh vực phát triển đô thị, Vĩnh Tân đang hình thành hàng loạt các khu đô thị văn minh kiểu mẫu. Cùng với đó thì hệ thống các cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao được xây dựng đồng bộ, hiện đại đã góp phần làm cho diện mạo Vĩnh Tân ngày càng khang trang, sạch đẹp. Từ một vùng đất in đậm bao vết tích của chiến tranh, từ một vùng kinh tế nông nghiệp còn nhiều khó khăn,
với sự năng động sáng tạo và sự chung sức đồng lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, Vĩnh Tân đã đạt được những thành quả rất đáng tự hào. Những thành quả đạt được hôm nay sẽ là hành trang quý giá để Vĩnh Tân tiếp tục cất cánh trên bước đường xây dựng tương lai. Đến đây thì chương trình Tôi Yêu Bình Dương số phát sóng kỳ này cũng đã khép lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.